Cái thầy mà núi không đè. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn để đưa ra quyết định. Cũng từ những quyết định đó mà chất lượng cuộc sống được định hình. Ai cũng muốn mình đúng, chẳng ai muốn sai bao giờ. Thế nhưng nhiều khi vì cảm xúc, vì tình riêng và vì tầm nhìn còn hạn chế, hiểu biết còn khuyết thiếu, mà ta đã có những quyết định sai lầm, thiếu sáng suốt. Nhìn lại những câu chuyện của những bậc vĩ nhân để thấy rằng mỗi quyết định được đưa ra đều dựa trên trí tuệ lớn, mang lại lợi ích hài hòa cho rộng khắp, có khi là rộng đến cả muôn loài, chứ không chỉ dừng lại ở sự hạn hẹp của những quyết định dành riêng cho quyền lợi cá nhân mình. Còn nhớ câu chuyện về Michael Faraday, khi đó mới chỉ là một phụ tá, đã dũng cảm kháng nghị lên hội đồng khoa học khi biết chiếc đèn mỏ mà giáo sư của mình vừa phát minh và chuẩn bị sản xuất hàng loạt còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi dùng trong hầm mỏ. Câu chuyện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ và cho thấy nhờ có trí tuệ mà những con người có tầm vóc đã đưa ra những quyết định ảnh hưởng lớn đến như thế nào. Nhờ có trí tuệ soi sáng giúp thấy trước được hậu quả thảm khốc và nghị lực đặc biệt mà Michael Faraday đã dám bỏ đạo đức nhỏ để hướng về chọn cho mình đạo đức lớn. Ông gạt bỏ mối quan hệ riêng tư, đối diện với nguy cơ bị tiêu tan sự nghiệp cùng cái danh phản bội ân nhân để chặn đứng một thảm họa. Nhìn lại đời sống của mình, ta hãy thử phản chiếu để thấy đã bao giờ vì sợ hãi, sợ mất lòng, sợ liên lụy mà ta đã không dám lên tiếng để đứng về phía lẽ phải, để ngăn chặn những nguy cơ, những hiểm họa tiềm tàng có thể xảy ra. Đã bao giờ vì khiếp sợ trước quyền lực mà miễn cưỡng gật đầu, đồng lòng với những điều sai quấy trong tổ chức. Vậy ta có muốn trở thành một người có trí tuệ soi sáng nhờ sự quan sát và phân tích thấu đáo? Giữa đúng và sai, giữa người hùng và tội đồ đôi khi chỉ cách nhau một quyết định. Hãy trau dồi và tập nhìn thật thấu đáo và rèn luyện trí tuệ mỗi ngày để mỗi quyết định được đưa ra đều là một quyết định có chất lượng.